Mỗi tháng, doanh nghiệp sản xuất đồ chơi này phải chi hơn 1 tỷ đồng để mua nguyên liệu nhựa về sản xuất. Việc giảm thuế VAT 2% suốt thời gian qua đã giúp doanh nghiệp tiết giảm vài chục triệu đồng mỗi tháng. Tích tiểu thành đại, mức giảm này thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành của chính sách với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nếu tiếp tục được giảm tiếp 6 tháng nữa, thì sẽ là động lực tiếp sức cho doanh nghiệp phục hồi. Chúng tôi có thể tích lũy được những cái kinh phí cơ bản để cho chúng tôi có thể đầu tư vào những cái hoạt động về sản xuất kinh doanh nó tốt hơn và phục vụ cho hoạt động để bán hàng nó hiệu quả hơn. Bán hàng tốt hơn cũng là kỳ vọng của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm này. Khi giảm thuế cho người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp tin rằng sẽ giúp kích cầu chi tiêu. Trong cái bối cảnh sức mua tiêu dùng giảm, nguyên liệu đầu vào tăng liên tục như vậy, thì doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn rằng nhà nước tiếp tục duy trì giảm cái thuế giá trị gia tăng 8% cho đến ít nhất là hết quý 2 năm 2025. Với sự hỗ trợ như vậy thì khi mà sản phẩm đến được tay khách hàng thì cái chi phí cũng sẽ giảm bớt đi, thì như vậy là cũng sẽ là hỗ trợ khách hàng của công ty. Trên tay tôi là hai chiếc máy đo điện. Với chiếc máy này thì sẽ có mức thuế VAT là 10%. Còn với chiếc máy đo điện có mặt kim như thế này thì sẽ có mức thuế VAT là 8%. Theo đại diện của doanh nghiệp này chia sẻ, bởi vì họ chuyên bán buôn cho nên là việc được hưởng mức thuế VAT 8% sẽ giúp đối tác mua hàng của họ tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ.